Hi, kênh Combo An xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem video. Hôm nay mình chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cách làm món giò heo kho nha. Món ăn nấu đơn giản, lên màu đẹp mắt, thơm ngon. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy thích món ăn này thì cùng làm với mình nha. Và nếu thấy video hữu ích thì cho mình một like, chia sẻ món ăn này và bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên nhấn cái chuông để khi mình ra video mới sẽ thông báo đến cho các bạn biết. Và giờ thì mời các bạn xem qua phần nguyên liệu. Phần nguyên liệu thì ở đây mình có 700g chân giò heo nha. Khi mua về nếu trên da còn có lông thì mình dùng dao cạo cho nó sạch lại. Rồi mình pha nước muối pha loãng cho vào rửa. Sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo nha. Và bên đây mình có một củ hành tây khoảng tầm 200g, một ít hành lá, 3 trái ớt hiểm và 4 củ hành tím và 4 tép tỏi nha. Và các nguyên liệu thì mình đã rửa sạch và chuẩn bị đây rồi, thì mình đi sơ chế luôn. Trước tiên thì hành lá mình sẽ cắt ra, mình cắt nhỏ ra để khi mình nấu xong món ăn thì mình sẽ rắc lên. Củ hành tây thì mình sẽ bổ đôi ra, sau đó mình cắt múi câu nha. Và cắt thì cũng độ dày vừa phải thôi, không quá dày không quá mỏng ha. Cắt xong rồi thì mình cho qua dĩa rồi mình tách lớp ra nha. Bốn củ hành tím thì mình sẽ băm nhỏ. Bốn tép tỏi thì mình cũng sẽ băm nhỏ luôn. Ba trái ớt hiểm thì mình cũng sẽ băm luôn nha. Chuẩn bị xong phần nguyên liệu rồi thì bây giờ mình sẽ đi ướp giò heo luôn nha. Giò heo mình cho ra tô cho dễ ướp. Mình sẽ cho vào đây một nửa phần tỏi băm và một nửa phần hành tím nha. Nước vào đây là 1/2 muỗng đường, một chút xíu bột ngọt. Nước mắm thì mình sẽ nêm vào đây là 2 muỗng nha. Và rắc thêm một ít hạt tiêu xay nha. Giờ thì mình trộn đều lên cho gia vị nó được thấm. Rồi mình để đây mình ướp khoảng tầm 15 đến 20 phút. Rồi mình sẽ quay lại mình nấu nha. Giò heo mình đã ướp đủ thời gian rồi thì bây giờ mình cho dầu ăn vào trong chảo để mình nấu. Thì mình cho vào đây là thêm 2 muỗng đường để mình thắng làm nước màu nha. Nếu bạn nào có sẵn rồi thì tí mình cho vào sau, bỏ qua cái khâu thắng đường này nha. Mở mức lửa vừa phải và nấu đến khi cho phần đường này nó chuyển sang màu nâu. Rồi mình sẽ tắt bếp nha, nếu để nữa thì phần đường nó sẽ bị đen á. Rồi bây giờ mình cho phần hành tím băm và tỏi băm còn lại vào để phi thơm nha. Các bạn lưu ý giùm mình cái bước này nha. Nếu khi nấu mà nhà bạn nào có một cái nồi nhỏ thì mình cho giò heo vào, để khi mình cho nước vào mình kho nó ngập cái giò heo thì nó sẽ dễ mềm hơn nha. Do mình không có sẵn cái nồi nhỏ thành ra mình dùng cái chảo. Khi cho nước vào thì giò heo sẽ không có được ngập nước lắm, thì nó sẽ không mềm lắm nha. Các bạn nhớ là sử dụng một cái nồi vừa đủ ngập chân giò heo nha. Phi thơm tỏi với hành tím xong rồi thì mình cho giò heo vào. Rồi mình nấu cho nó dậy mùi thơm lên. Mình lật qua lật lại chút xíu và bật bếp lên lại nha. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây là 300ml nước nha. Nước thì mình sử dụng nước lọc thôi. Đậy nắp lại và kho đến khi phần nước này sôi lên lại nha các bạn. Nước đã sôi lên lại thì mình cho phần ớt băm vào để mình kho cùng luôn. Thì lúc này giò heo của mình chưa có được chín đâu nha các bạn. Thì mình đợi cho nó chín hẳn rồi mình mới nêm gia vị nha. Tại khi mình cho nước vào thì món ăn nó sẽ bị nhạt lại, nên mình sẽ điều chỉnh lại cho nó vừa khẩu vị nha.
kho chút xíu thì phần thịt heo đã chín rồi, mình đem lại cho vừa ăn. Mình cho vào đây thêm 1/4 muỗng muối nha, rồi khuấy đều lên cho nó tan gia vị ra. Và tiếp tục mình sẽ đậy nắp lại mình kho để phần nước không bị rút đi nha. Và lúc này thì bạn giảm bức lửa nhỏ lại, kho khoảng tầm 20 đến 30 phút gì đó để cho phần giò heo của mình nó được mềm nha. Và nhớ giúp mình là lúc nãy mình có nói rồi á, nếu mà có một cái nồi nhỏ thì các bạn cho giò heo vào cho nó vừa đủ nha, để mình đổ nước vào cho nó ngập. Kho như mình á thì á, các bạn thấy cái phần nước nó không có được ngập chân giò heo á, những cái phần nước xung quanh á nó sẽ không có làm cho chân giò của mình được mềm nha. Rồi lúc này mình kho được 25 phút rồi nè, thì mình mở nắp ra rồi mình cho hành tây đã cắt múi câu vào. Trong khi kho chân giò heo á thì mình lâu lâu mình tới mình chở qua lại để hai bên được thấm cái nước kho á và lên màu đẹp mắt hơn nha. Và bây giờ mình tiếp tục đậy nắp lại cho phần hành tây được chín nha. Và mình để thêm tầm 1 đến 2 phút thôi thì mình sẽ rắc hành lá lên và món ăn của mình là xong rồi đó. Món ăn của mình vậy là được rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho món ăn ra dĩa nha. Và để ăn cùng với chân giò heo thì ở đây mình có thêm một ít rau muống bào, bắp chuối bào và một ít rau xà lách và các loại rau khác nha. Rồi thì món ăn mình đã chia sẻ đến cho các bạn xong, cách nấu rất là đơn giản. Và mình chúc các bạn nấu món ăn thành công và ngon miệng nha. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình một like và chia sẻ video này đến bạn bè và người thân cùng biết nha. Nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực ra nhiều video hơn, chia sẻ đến cho các bạn nha. Và nhớ nhấn cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh nha các bạn. Giờ mình tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn tiếp theo nha.